Xin kính chào các anh chị và các bạn. Thì trên tay mình đó là một cái sản phẩm núm tủ hoặc là khoe nắm dành cho các cái cánh cửa loại nhỏ, hoặc là các sản phẩm đồ mỹ nghệ, các cái sản phẩm đồ nắp hộp. Thì cái sản phẩm này có đặc biệt là phía sau nó có một cái bát như thế này, vừa là bát móc và đồng thời là cái bát gài này, bẻ cọc kẽm này ra thì nó sẽ làm thành cái điểm móc và giữ trên các cái túi da hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Thì cái này thì tải trọng cũng yêu cầu không quá lớn, sản phẩm này khá là nhỏ gọn và cho cái màu sắc hoa văn cổ điển rất là đẹp. Thì kích thước của cái khoen này là 20 mm, độ dày của khoen là tương đương với 4 mm. Thì các anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để được tư vấn các cái dòng sản phẩm như thế này.